xe thương mại là xe thương mại, còn xe đua là xe đua. Tại sao BM không đưa xe vào chạy MotoGP? Thì sau khi mình đốt bánh xong á, thì Trang chuẩn bị thay vỏ, thì thấy những anh em comment lên nói tại sao cái con Kawasaki ZX10 rất nhiều lần đoạt giải nhất của SBK hay này kia ha. Rồi so sánh xe với xe thương mại thì anh em không có đúng. Xe thương mại là xe thương mại, còn xe đua là xe đua. Xe đua anh em biết một cái xe thương mại nó bao nhiêu tiền không? Bên nước ngoài nó tầm khoảng đâu đó, một chiếc xe thương mại trung bình nha, của 1.000 nó tầm khoảng 11.000. Là xe Nhật đâu đó tầm 11.000. Đó là cái giá trung bình của một chiếc xe Nhật. Xe BM này thì mình không nắm giá bên nước ngoài như thế nào, nhưng mà nó cũng xem nhau thôi đó. Nó không hơn nhau bao nhiêu cả. Lý do về Việt Nam nó cao hơn, lý do là thuế thuế này nọ gì đó. Nhưng mà còn cái xe đua trung bình một con đôi khi cả triệu, có nghĩa là nó tới mấy trăm ngàn đô, có những chiếc lên gần 1 triệu đô ha, nó rất là mắc. Những cái hãng, những cái người làm những cái chiếc xe, làm vô một chiếc xe đua đó là biết bao nhiêu tinh hoa công nghệ, biết bao nhiêu cái đầu của những cái kỹ sư và bao nhiêu cái công sức của người chạy ấy, người ta cảm nhận và vô một cái con xe đó. Đồ nó siêu nhẹ, nó chỉ có đâu đó tầm khoảng 140 mấy ký, 150 mấy ký à, với một chiếc xe này, trong khi bản thương mại nó hơn 200 ký, mà nó mạnh hơn, nó nhẹ hơn, biết bao nhiêu công nghệ nằm trong đó. Và nên nhớ đó là một cuộc đua, nó gồm có tinh hoa của chiếc xe, những cái người kỹ sư trong đó, và người này nó kết hợp rất là nhiều thứ, rất là nhiều bộ phận góp vô, gọi như nó một cái tinh hoa vậy đó. Và nhớ là vậy, ở trong cuộc đua đó có thể Kawa thắng BM, nhưng đó chỉ là trong cuộc đua đó, người này đó và thời điểm đó thôi. Mình đang nói ở xe thương mại chứ mình không nói là trong cuộc đua, anh em nhớ như vậy đó. Rất nhiều cái, giờ mình tính mắt bích đi, ví dụ như con BM thắng, nhưng vô trong sân đua chưa chắc cái mắt bích nó lại ăn cái thằng mà chạy chậm hơn, so về mắt bích nó lại thua cái thằng mắt bích ăn đó. Người ta tính chi ly từng á, là khoảng cách đề ba bao nhiêu, từng cái khúc cua trong đó bao nhiêu, người ta sẽ tính rất nhiều thứ, thay đổi cả cái hộp số nè, bản chỉnh map, rồi rất là nhiều thứ đó. Và người chạy phải phù hợp ha, nó ăn trong một phần giây trong đó thôi, mình thua là người ta đã thua rồi. Và những cái thắng cuộc đó là những cái thời điểm đó người ta giành được cái sự thắng cuộc đó, chứ không phải là trong cuộc đua trong xe trường lại đi so với xe ở ngoài ha. Và anh em phải biết một điều rằng tại sao BM không đưa xe vào chạy MotoGP đó. Những cái thời điểm năm 9X là có nha, những cái thời điểm năm 2000 BM không đánh vào MotoGP, không tham gia vào. Tại sao? Lý do rằng khi mà tham gia vô một cái cuộc đua đó rất mất nhiều tiền, quá nhiều tiền, nhưng mà lấy lại được cái gì? Lấy lại được cái sự nổi trội, giống như là đánh vào được cái, giống như anh em đó, chạy thắng giải đó là con xe đó phải hơn con xe này, cho nên bán xe ra được nhiều người mua, hoặc là người ta lấy lại cái danh tiếng ha. Đó, chứ không phải là chạy trong sân đua là ăn, là sẽ ra ngoài ăn con xe thương mại, không có đâu, chưa chắc. BM những cái năm 2000 BM tập trung vào chiếc xe thương mại, là đưa những cái công nghệ, những cái mọi thứ, và cái tiền đó, cái số tiền mà để mà đi vô đua xe đó GP á, thì người ta không dành cái số tiền đó để chú tâm vào cái sản phẩm khi người ta đưa ra thị trường. Cho nên vào những năm 2009-2010 đưa một cái sản phẩm là con S1000RR này ra thị trường, so với thời điểm đó không có một con xe nào bản thương mại mà so sánh được với con xe này hết á. Mình phải tính thời điểm thôi, anh em hiểu không? Chứ mình không tính thể nào là tới bây giờ. Nếu mà tới bây giờ á, thì có rất nhiều dòng xe ha.
rất nhiều dòng xe nó sẽ xem nhau, vậy vì giá cả nó vẫn xem đó. Và cái thời điểm 2009 đến 2010 tới cả 2014 luôn, không có một chiếc xe nào bản thương mại qua nổi con xe BMW RR này. Mình tính trên về tổng quan những cái trang bị về công nghệ nè, về cân nặng nè, về hình dáng nè, về cái form nè, rất là nhiều thứ. Thì con BMW nó được, với một cái giá đó nữa, về giá cả luôn, thì con BMW nó được trang bị nhiều thứ tốt hơn những cái hãng khác. Tốt hơn thôi chứ mình đang không nói đang là chạy nhanh nhất luôn. Đó. Thì nó là như vậy, tại vì mỗi một hãng nó sẽ có một cái thời điểm. Có thể cái thời điểm cùng một cái năm 2010 con BMW nó hoàn hảo hơn, nhưng mà sẽ có cải tổ. Bởi vì sao? 4 năm nó sẽ thay đổi form một lần. Đó. Thì cái thời gian, cái giai điệu mà khoảng cách 4 năm đó, thì sẽ tung ra một cái sản phẩm mới, nó mang nhiều công nghệ hơn. Nó đang cạnh tranh lẫn nhau mà xe thị trường như vậy, chứ không có con nào hơn hẳn con nào hoàn toàn. Chỉ là thời điểm đó con nào sẽ hơn con nào thôi. Đó. Và trong cuộc đua GP cũng vậy, hay bất kỳ một cái cuộc đua nào, thời điểm đó giống như thời điểm đó bạn thắng tôi thua, nhưng chưa chắc hiện tại là bạn lại thắng. Giống như mình vậy, sẽ có những cái sai, nhưng mà đó là cái thời điểm đó mình sai, mình lỡ miệng mình nói ha. Nhưng bây giờ thì không phải. Những cái gì tôi nói với bạn hôm qua, tôi chia sẻ hết với bạn, nhưng mà không phải đó là hết những cái gì tôi đã biết ha. Và hôm nay một ngày tôi luôn hấp thu được nhiều thứ hơn nữa. Bất kỳ ai cũng vậy thôi. Ở cái thời điểm đó phải tính rằng cái thời điểm đó nó như thế nào, đừng tính rằng đo đồng tất cả. Phải so sánh cho nó thật là chi tiết vào, tính vào thời điểm thôi ha, đừng tính vào đổ đồng hết tất cả đó. Và mình xin nói rằng là cái chuẩn của châu Âu lúc nào nó cũng sẽ cao hơn chuẩn của châu Á. Tính mất đơn giản thôi, đó là chuẩn khí thải. Giống như Euro mấy á, bên châu Âu đang là Euro 5, Euro 6 rồi. Bên Việt Nam mình chuẩn Euro 4 là dữ lắm rồi. Bên châu Á mình chuẩn Euro 4 là dữ lắm rồi. Thì đó, chiếc xe mà bên châu Âu hiện tại vào cái thời điểm mới như vậy đó, hoặc những chiếc xe bất kỳ thị trường nào mà đưa vào châu Âu á, phải chuẩn khí thải. Cho nên nếu tính một chiếc xe zin á, thì ngược lại rằng cái xe châu Á lại mạnh hơn cái xe châu Âu. Nhưng so vào những cái thời điểm 2010 mấy đến 2010 mấy hoặc là 2000 đó, thì cái xe Mỹ, cái xe châu Âu lại là cái xe mạnh hơn xe châu Á. Bây giờ và trước khác nhau ha, tùy thời điểm. Hồi xưa là cái chưa khắt khe về xử lý khí thải rồi này kia, môi trường rồi đó, thì cái thị trường này nó cần cái sức mạnh lớn, tại vì cái trọng lượng người lái rồi nhiều kiểu ha, thì cái nhu cầu nữa, cho nên là xuất qua bên nước Mỹ nó sẽ đạt hơn mọi thứ. Còn hiện tại bây giờ cái chuẩn của mỗi nước nó sẽ cao lên, và đồng thời cái chuẩn khí thải nó cũng cao lên ha. Thì mình sẽ so sánh nó khác đi, bởi vì mình mới nói là tùy theo thời điểm ha. Và mình thì không được thông minh, cho nên là mình những cái mình nói ra cũng không có một cái soạn sẵn một cái nội dung, cho nên là đôi khi nó cũng không có được, mình không có diễn tả hết bằng cái lời được đó, tại vì mình có giới hạn cái mức tư duy ha. Cho nên luôn luôn mình nói với anh em rằng là mình sẽ cố gắng hết sức nói để truyền đạt cái thông tin của mình nghĩ đến anh em hiểu rõ nhất đó. Rồi, cảm ơn anh em.